cả nhà. Hôm nay thì em Lan và cả đội tuyên truyền lại chuẩn bị đi xã tuyên truyền nha cả nhà. Mỗi lần đi tuyên truyền là phải mang đầy đủ âm thanh loa đài, rất là nặng luôn ấy cả nhà. Em Lan thì là con gái nên là cũng là nói chung là sướng hơn nhiều so với các anh. Đây, rất là nhiều thứ luôn. Nói là ở trong cái xã Tà Lùng này thì có cảnh rất là đẹp luôn ý. Nên là cả nhà nhớ xem hết video để ngắm cảnh cùng em Lan nha. Và xem là con đường đi tuyên truyền nó như thế nào nha. Thật sự là nghe bảo đường rất là xấu mà, nên hôm nay xe ô tô của cơ quan thì không đi được. Và cả đội sẽ di chuyển bằng xe máy và thuê một cái xe tải để chở loa máy các thứ nha. Cả nhà nhớ theo chân em Lan nha. Trời thì sắp mưa rồi cả nhà, mà đường rất là xấu luôn. Đường này đi thì các cặp đôi mà giận nhau đi đến nơi yêu nhau luôn cả nhà.
máy thì anh hiểu rồi đấy. Không, chú ở lại đi ô tô mà. Đi về cái xe chở hàng, chở cái loa đài của mình ấy. Thôi thật á? Không nghe thấy anh cháu là đi ô tô à?
tài thì còn chưa đến nơi, chưa lắp nữa. Đây cả nhà, có mấy em bé này lần đầu tiên thấy nhiều loa đài to như này nên là túng tụng hết vào đây để xem, làm cho em Lan nhớ lại mình ngày xưa cũng thế mọi người ạ. Cứ có một đoàn nào đó những kiểu từ thiện các thứ là ôi dồi ôi chạy vây quanh hết. Trời ơi, nhìn các bé này có đáng yêu không cả nhà? Thật sự rất là khốn khó, những cái thôn vùng sâu vùng xa như này thật sự rất là thương các em luôn ý. Milan xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị, cô chú, bạn bè gần xa đã ủng hộ Milan. Và cảm ơn mọi người đã đón xem những cái video của Milan mặc dù là còn nhiều thiếu sót. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong video lần sau. Bye bye.